Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội và tập đoàn Siemens tổ chức hội thảo năng lượng bền vững hướng tới một nền kinh tế có mức phát thải thấp. Nhu cầu năng lượng của Việt Nam đã tăng lên rất nhanh trong 15 năm qua, với mức tăng trưởng năng lượng thương mại khoảng 9,5% một năm và tiếp tục tăng khá cao trong 15 năm tới. Để đảm bảo an ninh năng lượng, Việt Nam đã và đang huy động những nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm hỗ trợ cho phát triển điện lực, đảm bảo cung cấp đủ điện với chất lượng ngày càng cao, giá điện hợp lý cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong đó tập trung tối ưu hóa việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên năng lượng, cũng như thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng thực trạng năng lượng hiện nay đặt ra 4 thách thức cho hệ thống năng lượng bền vững, bao gồm cung cấp năng lượng tin cậy, giá cả hợp lý, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên.